Alo, chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với kênh YouTube. Đấy, hôm nay hai anh em đi cắm trại. Bốn anh em chứ, có thêm hai người nữa, xí nữa đến sau nha. Đây, đây là xung quanh chỗ tối nay hai anh em cắm trại bờ suối. Cả năm trời rồi mới quay trở lại YouTube. Đây là đốt lửa. Đốt lửa xí là nấu nướng. Đây là lều, lều dựng cả tối nay trời mưa nha. Đây, còn đây là lều ngủ tạm. Đây, còn đây là anh Việt. Đấy. Chào anh em. Đây anh Triển đang làm lưỡi câu. Tối mấy anh em đi câu cá. Cá nó 5 hay 2 năm trời rồi chứ thầy. 2 năm hay là năm ta. Em lâu quá em cũng quên luôn á. Mới quay lại YouTube đây nè. Đúng là 2 năm đó. 2 năm hả? Kinh. Tối nay đi bắt cá ở đây nha mọi người. Đây, quang cảnh xung quanh. Cái mèo trong hốc đá nè, anh chùa nè. Cá leo ở trong đáng đi ra nhiều lắm anh. Cậu đây luôn hả? Đi đặt lược chỉnh cá leo bò lên ngưỡng cho có ai nấy cố tính á, cấp chiếc cấp cá leo đi ăn á. À. Cấp chiếc là cá leo hay đi ăn. Gọi là cá lẩu gái á. À. Có chú bên đây gọi cá leo. À. Còn ngoài Bắc gọi là cá lẩu hoặc là cá lẩu gái hoặc là cá chạch. À. Thôi, xuống tắm. Cái kia như anh chưa móc lưỡi vậy á. Cái gì? Cái này chưa móc lưỡi không? Để từ từ 2 cân thôi, em móc cái này móc thôi. Thôi, 30 bạc ra, ta có được cùng. Cả mấy năm trời rồi mới trở lại YouTube. Đây, anh Tiện đang dựng lều, đốt lửa. Quá đẹp. Thôi giờ đi xuống tắm nha mọi người. Đây xuống tắm đây. Đây giờ mình sẽ xuống đây tắm nha. Đây, hôm nay có anh Việt đi cùng. Anh Việt đang cắm câu. Cắm câu để tối mấy anh em đi cắm cá lăng. Anh Việt làm bên ngành điện thoại di động 207 Nguyễn Hoàng, BT Store. Đấy, anh em cần mua điện thoại iPhone, iPad gì là liên hệ với anh Việt luôn. Hai anh em thì cũng biết nhau trên Facebook nên là nay thấy ảnh thấy mình đi quay YouTube nên là đi rừng đồ cũng vui nên là nay là có ảnh đi theo để giải stress. Mệt không anh? Không bình thường em ơi. Bình thường hả? Vui mà. Vui chưa đúng không? Đây đúng đang cần câu để cắm đây nha anh em. Này. Trùng. Đấy. Trùng xong móc vào, xong rồi là tối mình đi đi cắm.
Này, anh Việt cũng chuyên nghiệp chứ đâu phải là không biết đâu. Đấy, ok luôn anh. Đấy, trời sắp tối rồi nha mọi người. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đến rồi, đồ quê. Lăng. Đây, để em chụp tấm hình. Quay ngang á, quay ngang á. Nghe chưa, mà. Được chưa? Được chưa? Về. Đây, lên cá rồi nha anh em. Con cá mở hàng nè. Đây. Cá trong rừng thì chỉ có vậy thôi. Đó. Lăng nó còn cái video không? Rồi. Đang gắn dục cuộc quay. Kênh của anh là kênh gì? Anh Lăng Kính đó. À anh không có kênh hả? Đúng anh rồi. Anh có kính. Anh đam mê phượt. Rồi cái cũng đi chơi rồi quay phim chụp hình vậy thôi, nhưng mà chỉ đăng Facebook chứ không có kênh YouTube. Đây, nay mấy anh em gặp nhau giao lưu. Đây, giờ ăn gà, nấu cháo, đi tôm, rồi xí nữa đi đi gỡ cá, gỡ cần cắm. Xí nữa đi gỡ cần cắm câu, mọi người nhớ xem nha, hấp dẫn lắm. Còn đang ăn nãy giờ rồi. Vẫn nằm trong hốc đá kìa, không giật lên. Hạ lưới xuống anh. Lên được 2 con rồi nha anh em. Mới cỡ ra. Ủa răng trong đi có 1 con vậy? Thì có. Một con mới. Mấy con mới đây. Đấy. À, đây, đủ con đây nữa, chưa bỏ vô à, em tưởng đang ra rồi nữa chứ. 2 con rồi nha anh em. Thôi anh em đến nhậu tiếp đây. Đủ cá cắn miếng rồi, quấy rồi. Ấy, đổ rượu. To hả? Quay, có trình đó, từ, đổ rượu. Mắc đá rồi hả? Mà rớt lần chui vô hốc đá rồi. Quay anh nghe, coi anh chui vô hốc đá, từ. Lặn luôn à? Thôi. Lấy áo phao. Đưa áo phao. Đang lặn cá. Đúng. Cái áo phao nó đang. Áo phao lặn nổi. Rồi. Không, em để cho anh trôi luôn nè. Bố mày đang bị cháy. Không. Cuốn bố mày dân rơi. Không. Để cho anh chui ra hốc đá. Cuốn. Không. Anh nói là bố mày đi con tôi cả bố hả? Rồi, ok, ok. Việc cầm điện thoại của anh Việt. Không, quay điện thoại. Quay dọc điện thoại lại, Rồi. Dọc điện thoại lại. Trên rồi. Leo bao hả? Được chưa?
Được chưa? Lăn được chưa? Nhanh lên, đủ cách tốt. Cái chân. Thôi. Cô gái. Ghê sợ chưa? Tao mua. Lần đầu tiên thấy con to như này luôn á. Đây nha mọi người, lên cá được chưa? Ôi sợ. Quá tuyệt vời. Bắt được con to như này luôn á. Giờ còn ngoài tự nhiên mà như này rất là hiếm nha nhờ. Đâu phải đơn giản đâu. Bỏ đây, chụp lại. Đi. Bỏ vô đúng không? Không chưa chập luôn đi. Rồi, sâu cá vào nha mọi người. Được không? Rồi. Thì hai cái lên mà hai mày. Đó đúng rồi. Rõ rệt luôn. Rồi. Ăn cái càng ngắn quá rồi. Vừa đi tới bụng mới được. Cá béo ghê hề. Người con. Thôi bỏ lên lửa nữa. Cái đoạn này không bỏ cái tay trung rung vô của nghe. Tiện đang rửa cá nha mọi người. Rửa cá xong bỏ lên nước. Đấy, ok. Đây, món cá lăng nấu cháo đây nha mọi người. Đây, hấp dẫn luôn. Trong mình hưởng cái mau mê. À. Mau mê trong cái tặng hết. Ủa đó rồi anh ăn mình anh không mời ái trường ơi à, mời anh em đồng hoàng chứ cá lên mà ăn mình vậy á. Ăn đi mười tây bắc cái đồ đi á, vịt ngon ăn cả ngon quá anh. Đây các cũng thế nè, cho cảm nhận đi. Ăn ăn tây bắc mà sướng anh ơi. Ui chậm đó, ăn ngập mồm luôn. Mũi đâu, mũi đâu, cầm chân mũi lên nữa. Đây. Mời em. Ngon. Có gì vậy? Caramel nhìn lùng. Rồi, vô này. Được rồi. Từ, để vô cái đây này. Lưỡi câu này gỡ ra chưa? Kệ, nuốt luôn lưỡi câu cũng được. Chưa đâu. Gì đâu. Tại vì người là vô cái chém cháo mới. Cảm ơn. Ừ chứ. Vô cái chém cháo mới. 1, 2, 3, vô.
cái trong vẻ người đã rồi uống tiếp. Nửa đêm ngủ mưa giọt ướt thấm vào ướt hết tường. Anh Hưng nằm đây ướt quá chạy ra ngoài rồi. Rồi giờ mình cũng chạy ra ngoài rồi. Ai, nửa đêm mưa giọt nằm ngủ thì rách bỏng luôn. Đây. Thanh niên 90 kg. 91 cân. Đây, gãy gãy một gốc cây đây. Đây. À, còn đây cái bọng đây rách luôn. Gãy một gốc cây đây nữa. Nhổ nhổ rễ lên luôn. Đây cái đoàn cục đâu đi thì nó xẻ rễ đấy. Đây. Cục bả rễ lên xẻ rễ luôn. Mà chứ cục tự nhiên năm được 10 ngu ngó của lâu được không được mới tài năng của lên chứ. Vọng đi không được vọng. Rồi chứ năm được phải. Rồi mưa thì giọt. Trong lèo thì nước chảy trên đá xuống cũng giọt. Anh trai. Đi em lại chứ. Tối nay anh em hơi bị vất vả rồi. Mưa tầm tã. Nước ngập lèo đây, ngủ ngủ đắp áo mưa luôn, anh Hưng ngủ đắp áo mưa luôn, anh Việt Việt thì ngủ rách võng luôn. Mưa giọt bước vào đây bây giờ bị tôm đêm lạnh sờ mưa.